Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn, cùng với các bạn thực hiện về cái bài tập về tính chu vi và diện tích hình tròn. Đầu tiên thì mình sẽ trả lời những câu hỏi này ha. Đấy, thì tính chu vi và diện tích hình tròn ở đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ thực hiện câu hỏi quen là chính thực hiện trên ngôn ngữ C# và trên phần sol C# ha. Và mình sẽ trả lời câu hỏi là tính chu vi và diện tích hình tròn là như thế nào. Rồi sau đó thì mới bắt đầu vào code. Đấy, mình thường nhắc với các bạn là chúng ta phải tìm ra phương án để giải quyết bài toán trước rồi mới bắt đầu thực hiện code nhé. Thì coi như các bạn ôn lại đi. Đấy, là lý thuyết thì ngày xưa thì về công thức ấy, tính chu vi hình tròn ấy thì mình nhớ là chu vi là sẽ bằng 2. Chu vi là thường là T là B đúng không? Sẽ bằng 2 BR. 2 BR nghĩa 2 nhân này, 2 nhân cho B. Số B ấy 3.14 đúng không? Nhân cho R. R là bán kính nhé. R là bán kính. Nói cái này thì chắc đa số các bạn thì các bạn là cũng biết rồi. Còn diện tích là mình nhớ là BR bình đúng không? Diện tích là S này. Đây là B. Đang nhân R. R là bán kính đấy. Nhưng thôi, mình sẽ bắt đây vào cùng các bạn luôn. Thì như thế này, đầu tiên là tính chu vi hình tròn trước đi. Để tính chu vi hình tròn thì ban đầu thì ta cần có bán kính này nha. Đây kính này thì số bi là đấy rồi, thì số bi thì mặc định thì chúng ta biết rồi. Còn R thì bán kính thì chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào bán kính R thì sau đó áp dụng công thức rồi tính chu vi hình tròn rồi để tính và hiển thị ra màn hình, hoặc là chúng ta phải tính trực tiếp mà không cần số thông qua biến B là biến chu vi được. Thì mình đầu tiên tính chu vi tròn đây, thì mình sẽ lên cái khung trước. Tính chu vi tròn nhé, tính chu vi hình tròn tạo là khai báo biến này, khai báo đặc biến này, nhận đầu vào từ người dùng, nhận bán kính này, nhận đầu vào từ người dùng này, nhận bán kính đấy, nhận cái khung trước ha. Rồi sẽ là bắt đầu có đầu vào rồi thì này đủ biến rồi, chúng ta sẽ tính chu vi, theo thức thôi, theo thức có sẵn đây. B sẽ bằng gì đây, chu vi đâu đây. Tiếp theo là hiển thị thôi, thì ra đây chu vi khai báo biến thì mình cũng đặt, bắt đầu khai báo biến thì chúng ta đặt biến giống như chúng ta tính toán học thôi. O này, B này, R. B là chu vi nhá, B chu vi, R là bán kính đấy. Đây báo giờ chấm phẩy thôi. Thì đấy, khai báo biến này để chứa rồi, nhận đầu vào người dùng thì các bạn ôn lại. Nhận đầu vào thì chúng ta sử dụng console chấm kết hợp console write để thông báo và console deadline để nhận giá trị nhập vào màn hình nhé. Vui lòng nhập bán kính R. Đây rồi, R là con gấp chấm từ, đây là kiểu chuyển đổi sang kiểu double ấy thì mình mới tính toán được. Mình đổi từ string đây là bắt đầu là tính chu vi theo công thức. Chu vi là mình đã khai đến B rồi, sẽ bằng B ra này 2 rồi chấm đi. Đấy, thì số bi này đã có ở trong đấy 3.14159 gì đấy. Này là bên trong si sát nó đã có rồi nha. Nên chúng ta không cần một khai báo một biến bi nữa. Đấy, nó sẽ đi là hiển thị thôi. Thì hiển thị ra màn hình chu vi các bạn sẽ có nhớ dựng console.write.
Đấy, cũng khá như thế thôi. Mình chạy cho các bạn xem ha. Nhập vào ba ký R đây. Để 5 đi. Đây, 3,4159. Chuẩn hai các bạn bấm máy tính lại chuẩn không ha? Ok rồi. Thì người ta bấm thử rồi, thấy nó chuẩn rồi đây. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là mình tính diện tích hình tròn luôn. Thì cái việc tính diện tích hình tròn ấy nó cũng tương tự như tính chu vi thôi. Ta cần nhận đầu vào từ người dùng, cụ thể là bán kính R. Thì sau đó thực hiện diện tích hình tròn dựa vào công thức rồi hiển thị ra màn hình thôi. Ngoài việc tính trực tiếp trên hàm main, ta còn thể viết một hàm mới để tính diện tích cũng được. Sau đó gọi hàm main để tính thôi. Không sao, mà bây giờ đây là cái bài đơn giản thôi, nó ngắn thì mình viết trực tiếp cho các bạn xem luôn. Chỉ nào là tương tự cái xưa nó cũng là thế thôi. Mình ban đầu là chúng ta cần khai báo biến này, cho ra một câu thông báo là tính diện tích hình tròn nha. Đầu chúng ta khai báo biến này, nhận đầu vào từ người dùng này. R2 đi. Rồi tính diện tích theo công thức này. Tương tự cho video thôi, đấy là đơn giản các bạn làm. Rồi hiển thị ra màn hình. Đã. Các bạn cho dừng lại và tự thực hành thử nha. Khai báo biến thì mình sẽ cho biến thì là chu vi, diện tích thì đường là S này. Ở bên trên là các biến R rồi, là bao lỗi thì chưa, nó bị trùng trùng biến này, đã sử dụng này, đã được sử dụng này. Mình đặt là R2 đi. Nhận đầu vào người dùng này. Tương tự với các bạn lên được sườn. R2 nhé, các bạn nhớ là R2 nhé. Tính diện tích là công thức cao này BR mình đúng không? Ui. Đây, diện tích S sẽ bằng Pi này nhân R. Đấy, đơn giản đây thôi, hiển thị ra thì nó cũng tương tự. Ok, mình chạy luôn ra các bạn xem kết quả nhá. Đang tính hình tròn, tính chu vi 5, bán kính R2 5, bán kính R2 thì được 5. Đấy, các bạn kiểm tra xem đúng kết quả không? 18,53918 đây. Mình có thử bấm bằng máy tính bằng tay ra đúng kết quả ha. Đấy, phải hôm nay thế thôi. Mình vẫn lưu ý với các bạn là chúng ta phải nên thực hiện những câu hỏi như thế này, biết được lý thuyết, trả lời câu hỏi ha, quá quen và lên khung chương trình trước rồi mới chúng ta mới bắt đầu thực hành nhé. Mình sẽ tiết kiệm thời gian rất nhiều, các bạn đừng nóng vội nhé. Thế thôi, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào bài tập tuần sau nhé. Có gì các bạn comment mình nhé. Bye bye.